Trà dịch một cái bông khô này. Chủ miệng này. Bao tay nén hơi lắm. Cái gì cái bông khô ấy. Hãy
Tối hôm qua anh đưa về nửa gói bắp cho chị ăn kìa. Ông tí phải ở bên miệng ngồi ăn với chạy trời. Ông cũng bông chén như vậy. Ăn như đúng rồi á. Hò đấy. Ăn như vậy hò. Hò tay vào bốc. Cứ lần đúng một hạt chị nghe. Bốc đúng một hạt thôi. Bỏ vô miệng. Ổng cái thứ chi ổng cũng ăn táp này. Được thiệt á. Lấy nhiều lấy đi la. Ông kêu này, một miếng nha nghe. Tham rồi đập liền. Thế lấy một miếng rồi ăn, ăn xong rồi lấy tiếp. Ông vào ổng ổng ngồi chỗ ổng cái cư ổng chơi em như con cuốn đó chị. Ổng cứ ngó, con cuốn vô ổng ngó ra ngoài đường á. Hai đứa này không lên học thì nhìn ít nhất cũng phải nhìn cái phiếu. Ví dụ như nhìn cái phiếu nếu mà nặng không á thì hỏi gần xong mà được thì à, chị cũng tưởng rước thì bởi vì mới nó không linh hoạt đó. Tưởng mua có khách mua chờ hà. Thì tháng này tháng nghỉ hết 9 ngày rồi. Nghỉ tổng là 9 ngày hay là tuần à? 7 ngày. 7 ngày à? À, mấy ngày chứ không phải 9 ngày. Nhưng cái mà chị tưởng mua là tổng là 9. Tháng này là vừa tốn tiền đi chơi nè, vừa mất lương. Tuổi trẻ mà đúng không hả? Ừ. Thì vậy. Như mình hồi xưa đâu được bị đâu đâu đúng chị. Chuẩn bị chị em mình đi nè. Đi đi chị không có em không? Đập lẽ tại đây nè. Không biết. Mình nhà sau cũng được. Sao thì mình những thứ nhà sau cũng được. Lo chi đâu, đâu có... Tiền để làm chi? Tiền nhiều để làm gì đúng không? Nhưng mà hà bao vậy mới đi. Chuyện nhỏ, chị đi mấy ngày mới được hết. Ba từ A tới Z kia mới đi. Ok.